chào mừng các bạn đã quay trở lại với ST Kids TV. Ngày hôm nay chú hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hình một con chuồn chuồn các bạn nhé. Để tạo được một con chuồn chuồn chúng ta cần 3 quả bóng. Màu các bạn tự chọn các bạn nhé. Ở đây chú hề sử dụng 3 màu: xanh lá cây, màu vàng và màu xanh dương nhạt. Chúng ta bắt đầu. Đầu tiên chúng ta thổi quả bóng màu xanh lá cây này lên khoảng nửa quả bóng. Bây giờ chúng ta tạo một cái khóa khoảng tầm 2 ngón tay. Khóa lại. Nhớ luồn qua để khỏi bị bung các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta tạo một vòng tròn khoảng 5 ngón tay. Khóa lại. Tiếp tục chúng ta tạo một quả nho 2 ngón tay. Và một cái khóa 2 ngón tay. Bây giờ chúng ta tiếp tục tạo một vòng tròn khoảng 5 ngón tay bằng đoạn này. Và chúng ta xoắn chung cái khóa này. Chúng ta tiếp tục làm tương tự, tạo một quả nho 2 ngón tay và một cái khóa 2 ngón tay. Tạo một vòng tròn 5 ngón tay. Màu xanh lá cây chúng ta làm như thế này, đã xong. Tiếp theo chúng ta thổi quả bóng màu vàng lên khoảng nửa quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ cột quả bóng màu vàng vào ngay cái khóa này. Sau đó chúng ta luồn quả bóng màu vàng này qua ba vòng tròn này. Đây các bạn. Ở đoạn này chúng ta để chờ lại một chút nữa chúng ta sử dụng nào. Xin lỗi các bạn, ở đầu clip chú hề ST chỉ nói sử dụng 3 quả bóng dài, nhưng chú hề đã quên dặn các bạn là có thêm một quả bóng nhí này các bạn nhé. Một quả bóng nhí này, quả bóng 10 ly màu trắng để chúng ta làm mắt con chuồn chuồn. Bây giờ chúng ta sẽ thổi quả bóng nhí lên. Cái tầm này cũng vừa, các bạn thấy mình nắm nè. Cột lại. Bây giờ chúng ta chia đôi quả bóng trắng này ra. Đây. Và chúng ta chỉnh sang cho nó cân nha. Bây giờ chúng ta làm lại nha. Okay. Chúng ta cột lại. Bây giờ chúng ta sẽ luồn quả này qua đây để làm hai con mắt nha. Sau khi chúng ta đã luồn xong, chúng ta kéo
đẩy lên cho nó sát lại một tí các bạn. Ok, tới đây chúng ta hoàn thành cái thân của con chuồn chuồn. Tiếp tục, quả bóng màu xanh dương. Quả bóng màu xanh dương chúng ta thổi hết hết quả bóng luôn các bạn nha, thổi full. Rồi, đã thổi full. Chúng ta từ từ cột các bạn nha. Chúng ta sẽ xả hơi từ từ để làm mềm quả bóng. Các bạn chú ý, xả hơi từ từ. Sau khi chúng ta thấy có cái núm ở trên đây, chúng ta sẽ túm lái và chúng ta cột hai cái chung lại với nhau. Như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ chia đôi quả bóng này ra. Chúng ta xoắn ở đây. Đây nha. Xoắn lại. Tiếp tục, chúng ta chập đôi này lại với nhau. Xoắn. Tiếp tục, chúng ta sẽ gắn cái cánh này vào cái khóa này. Bây giờ chúng ta chỉnh sửa cái cánh lại chút xíu nhé. Làm như thế này để cho cái cánh của con chuồn chuồn nó hơi cong lên các bạn. Ở phần dưới này chúng ta chuyển hơi lên đây, cũng là tạo, cũng là chỉ tạo cho nó sinh động thôi các bạn, không cần thiết các bạn nhé. Bạn nào thích làm thì các bạn cứ làm. Bước cuối cùng, dùng cái bút lông này vẽ mắt cho con chuồn chuồn. Vậy là con chuồn chuồn của chúng ta đã hoàn thành. Khi các bạn muốn làm thêm cái cánh thì các bạn làm tương tự và gắn ở cái khóa đây các bạn nhé. Làm thêm một cặp cánh như thế này, gắn ở cái khóa này. Ở đây chú Hề Tê hướng dẫn chú Hề chỉ làm một cái cánh thôi. Ở đây chúng ta có thể bẻ cong để cầm con chuồn chuồn bay. Ok, chú Hề Tê làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công và đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ chú Hé Tê nữa nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.